vợ Lý Hải, Ốc Thanh Vân và những bà mẹ V-Biz càng nhiều con càng đẹp. Ngày nay, có không ít các cô gái tỏ ra e ngại chuyện lấy chồng, sinh con vì sợ sẽ đánh mất đi vẻ đẹp thời con gái, đặc biệt là với những người làm công việc cần đến nhan sắc. Tuy vậy, ở làng giải trí Việt vẫn còn có những bà mẹ sẵn sàng hy sinh sự nghiệp, thậm chí được nhận xét rằng đã dành cả thanh xuân để sinh con rồi làm mẹ bỉm sữa. Và có lẽ ông trời không phụ ai bao giờ khi đã cho họ nhan sắc xinh đẹp bất chấp mọi thời gian và hoàn cảnh. Minh Hà, bà xã Lý Hải. Trong những ngày bộ phim Lật Mặt 48 giờ của Lý Hải làm khuynh đảo khắp cả rạp chiếu phim thì bà xã Minh Hà của anh cũng chẳng kém tiếng. Cô trở thành tâm điểm chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp rạng rỡ dù đã U40. Ngay cả ống kính của team qua đường cũng khó lòng soi ra khuyết điểm của Minh Hà. Trong một đoạn clip được chia sẻ, bà xã Lý Hải khiến dân tình trầm trồ khi diện váy đỏ trễ vai. Người đẹp khoe nhẹ phần xương quai xanh quyến rũ cùng làn da trắng hồng không tì vết. Sau khi những hình ảnh này được chia sẻ, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, thật khó tin khi vóc dáng này lại là của một bà mẹ đã có 4 nhóc tì. Không chỉ xinh đẹp, trẻ trung, Minh Hà còn được mệnh danh là cô vợ vàng trong làng giải trí. Bởi người đẹp này vừa chăm lo chu đáo cho gia đình, nhưng vẫn hỗ trợ hết mình, là người đứng sau mọi thành công của đạo diễn Lật Mặt. Ốc Thanh Vân. Chẳng thua kém gì bà xã của Lý Hải, Ốc Thanh Vân cũng lọt vào top những bà mẹ đẹp nhất của làng giải trí Việt. Dù đã trải qua 3 lần sinh nở, nhưng nhờ chế độ ăn uống, tập luyện khoa học nên cô vẫn giữ được chiếc eo bé tí. Nữ diễn viên chẳng ngại khi diện những bộ váy siết eo hay bồng bềnh, khoe thân hình siêu chuẩn của mình. Một điều nữa khiến Ốc Thanh Vân ghi điểm trong lòng công chúng chính là cô luôn xuất hiện với một nụ cười rạng rỡ, thân thái tươi tắn, tràn đầy sức sống. Cận kề tuổi 40, nữ diễn viên vẫn khiến nhiều người trầm trồ vì không chỉ có sự nghiệp thành công mà còn có một tổ ấm hạnh phúc bên ông xã trí rùa cùng ba nhóc tì. Hải Băng, vợ Thành Đạt. Trước khi kết hôn với diễn viên Thành Đạt, Hải Băng đã nổi tiếng là cô ca sĩ sở hữu thân hình quyến rũ. Sau khi trải qua 3 lần sinh nở, giọng ca Viên Đá Nhỏ từng khiến nhiều người xót xa lúc để lộ vết rạn trên bụng. Thế nhưng, Hải Băng không chấp nhận tình trạng này quá lâu. Khi bé cuối cùng cứng cáp, cô đã lập tức lấy lại tinh thần nuột nà quyến rũ, chẳng kém thổi còn son của mình. Trên trang cá nhân, bà xã Thành Đạt cũng không ngại khoe khéo thân hình đẹp chuẩn chỉnh qua những bức hình. Tuy nhiều người chê trách Hải Băng ăn mặc quá quyến rũ mỗi khi lên sóng livestream, nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng cô nàng ngày một nhuận sắc hơn. Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà cũng gia nhập hội những bà mẹ nhiều con của làng giải trí Việt. Kể từ khi sinh đôi một trai một gái cho ông xã Kim Lý, nữ ca sĩ cũng cởi mở hơn với công chúng. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh cá nhân cũng như cuộc sống bên chồng và các con trên mạng xã hội. Ngắm nhìn hình ảnh sau sinh của Hồ Ngọc Hà, nhiều khán giả phải công nhận rằng cô ngày càng trở nên mặn mà, đầm thắm hơn. Vì có chiều cao nổi bật nên dường như việc tăng cân một chút không ảnh hưởng quá nhiều đến vóc dáng của nữ ca sĩ. Jennifer Phạm. Sau một thời gian dài im ắng, Jennifer Phạm đã chính thức trở lại làng giải trí Việt. Người đẹp đã tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và nhận lời làm MC sự kiện. Là mẹ của 4 con ở tuổi 36, người đẹp ngày một duyên dáng nóng bỏng hơn. Cô chẳng ngại chọn những bộ đồ bó, khoe khéo đường cong cơ thể và vóc dáng vạn người mê. Nếu so sánh với hình ảnh của Jennifer Phạm nhiều năm trước, từ gương mặt thanh thoát đến làn da mịn màng của cô, dường như vẫn còn mãi với thời gian. Những bà mẹ đông con kể trên đều lấy lại được vóc dáng sau sinh vừa cạn một cách nhanh chóng. Không những thế, nhan sắc của họ cũng ngày càng thăng hạng, mặn mà rõ rệt dù đã trải qua nhiều lần sinh nở, hay nói đúng hơn là ngày càng đẹp lên. Vóc dáng của Ốc Thanh Vân, Minh Hà hay Hồ Ngọc Hà đều khiến họ chị em hết lời khen ngợi và ngưỡng mộ. Họ chính là động lực để các bà mẹ bỉm sữa tích cực nâng cấp bản thân mình.